Hân Ni xin chào quý vị khán giả của chương trình 7 ngày vui sống. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây sàn gỗ vốn còn xa lạ với người Việt Nam và chúng chỉ thường xuất hiện trong những ngôi biệt thự sang trọng hay là những căn hộ cao cấp, thì ngày nay cùng với những tính năng ưu việt của chúng thì sàn gỗ đã dần trở nên phổ biến hơn và là giải pháp hàng đầu trong việc lựa chọn chất liệu lót sàn. Trong chương trình 7 ngày vui sống ngày hôm nay thì Bánh Đi xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về công năng cũng như là cách lựa chọn và sử dụng sàn gỗ trong ngôi nhà mình nhé. Với những màu sắc, các loại vân và chất liệu gỗ phong phú đa dạng, sàn gỗ đảm bảo mang lại tính thẩm mỹ cao cho ngôi nhà. Nhờ bề mặt trơn bóng, mịn, màu sắc tự nhiên và luôn sáng đẹp, giúp cho không gian trở nên sang trọng, hiện đại và mát mẻ hơn. Ngoài ra, sàn gỗ cách âm tốt, tính đàn hồi và độ mềm dẻo cao, nên khi đi trên sàn gỗ, chân sẽ ít bị căng hơn, vì thế mà giúp giảm tiếng ồn của bước chân. Không chỉ có độ bền cao và vững chắc như sàn gạch, mà một số loại ván lót cao cấp còn có khả năng chống trầy xước, thấm nước, điều hòa không khí, mát về mùa hè, ấm về mùa đông, rất thích hợp với khí hậu Việt Nam. Anh cho hỏi là nhà anh có lót sàn gỗ không và vì sao ạ? Tôi cũng thích sàn gỗ nhưng mà tôi thấy là khâu bảo quản và thi công thì nó hơi khó khăn nên là tôi chọn sàn gạch. Nhà tôi đang sử dụng sàn gỗ, nó thấy nó sang trọng và nó đẹp hơn sàn gạch. Lúc trước giờ nhà mình dùng cái gạch bán kính thì sắp tới gia đình có nhu cầu luôn xài cái sàn gỗ. Thì mình cũng đang tìm hiểu trên internet cũng như là một số showroom cũng chưa biết rõ là nên dùng loại nào. Xin được cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa lắng nghe một số ý kiến của các khán giả trong chương trình. Chúng ta thấy là sàn gỗ đang dần trở nên phổ biến hơn. Thế nhưng chính vì sự đa dạng trong chủng loại và chất liệu của các loại ván lót sàn đã khiến cho người tiêu dùng phải băn khoăn trong việc lựa chọn. Thưa anh Hải, khi mà chúng ta quyết định lót sàn gỗ cho ngôi nhà của mình thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì ạ? Có rất là nhiều cái điểm chúng ta cần lưu ý. Nhưng những cái điểm đầu tiên quan trọng nhất ấy, đó là chúng ta phải xác định được cái công năng của từng ngôi phòng. Nó sử dụng cho việc gì, công năng như thế nào để chúng ta có những cái lựa chọn phù hợp. Công năng đó nó ảnh hưởng lên cái độ cứng của từng cái sàn để chúng ta lựa chọn cái độ dày mỏng của từng cái vật liệu gỗ mà chúng ta muốn làm. Ví dụ như những cái độ cứng chúng ta ít đi đứng thì chúng ta lựa chọn nó vừa phải hơn. Còn những cái độ cứng mà chúng ta thường đi lại, thường là sinh hoạt nhiều thì chúng ta có thể lựa chọn những cái độ cứng tốt nhất. Và cái điều thứ hai nữa đó là cái sự phù hợp giữa cái trang trí tổng thể, sắp đặt tổng thể trong ngôi nhà với lại cái sàn chúng ta cần lót. Thì cái phù hợp đó là gì? Đó là về màu sắc, về những cái đường nét để chúng ta tìm kiếm cái màu gỗ cho phù hợp nhất để cho nó làm cái nền của ngôi nhà nó nổi bật hơn. Những ngôi nhà hiện đại chúng ta muốn nó năng động hoặc là muốn phá cách thì chúng ta có thể sử dụng tương phản. Chúng ta muốn mềm mại thì chúng ta có thể sử dụng cái tông sạch tông để cho nó nhẹ nhàng nhất. Và cái thứ ba nữa là chúng ta xem xét cái kích thước của từng căn phòng để từ đó chúng ta có thể quyết định những cái loại gỗ phù hợp và những cái miếng gỗ nhỏ lớn khác nhau. Mình có thể cho một cái ví dụ giống như là những căn phòng nó nhỏ thì mình có thể lót những cái miếng gỗ với cái kích thước nhỏ để cho chúng ta cảm thấy căn phòng nó rộng ra và với cái màu sáng hơn. Còn những cái phòng to lớn hơn thì chúng ta có thể sử dụng cho những cái miếng gỗ nó lớn hơn và cái màu nó có thể sẫm hoặc là tối. Những thông số cần quan tâm khi chọn vật liệu gỗ để lát sàn nhà. Cường độ chịu mai mòn là thông số quan trọng quyết định sản phẩm đó được lát ở đâu, ký hiệu là AC. Thông số AC càng cao thì khả năng chịu mài mòn càng tốt. Có từ AC3 đến AC5. AC3 phù hợp cho các loại gia đình có mật độ đi lại vừa phải. Với nhà riêng có thể dùng loại AC4. Độ dày sản phẩm. Sản phẩm thường có độ dày từ 0,8 đến 1,2 cm. Sản phẩm này càng dày thì tính ổn định càng cao. Độ dày vào khoảng 0,8 cm hợp với mọi mục đích sử dụng trong gia đình. Khả năng chịu va đập là thông số đảm bảo sàn không bị biến dạng khi có vật nặng rơi xuống sàn, ký hiệu là IC. Từ IC1 đến IC2, thường có tiêu chuẩn là IC2. Vậy thì việc lắp đặt sàn gỗ có phức tạp lắm không anh? Và tốn có nhiều thời gian không ạ? Cũng không có gì mà phức tạp. Bởi vì hiện tại là chúng ta làm sàn gỗ thì tất cả mọi cái công đoạn đã được xử lý trước. Vấn đề nếu mà nhà mới thì chúng ta dễ dàng hơn. Còn nhà cũ thì chúng ta có thể lắp đặt theo cái cách mà người ta hay gọi là cuốn chiếu. Có nghĩa là chúng ta có thể dời vật dụng rồi chúng ta lát từng phần. Và sau đó chúng ta di chuyển vật dụng lại. Thường là nó gồm 3 cái công đoạn. Cái công đoạn đầu tiên là chúng ta phải khảo sát cái mặt bằng để lát sàn. Mà cái công đoạn đầu tiên rất quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến sự co ngót cũng giống như là cái độ bền của cái sàn. Thì đó là chúng ta kiểm tra mặt phẳng, kiểm tra độ ẩm của sàn. Và cái công đoạn thứ hai đó là chúng ta bắt đầu lát. Lát thì chúng ta phải có những cái vật liệu chống ẩm, chẳng hạn những cái lớp ni lông, những cái lớp form. Chúng ta làm xong những công đoạn đó thì cái công đoạn kế tiếp là chúng ta bắt đầu công đoạn lát. Thì hiện tại những cái công nghệ hiện đại đã làm được một điều
là cái sàn gỗ vẫn rất là bền. Đặc biệt sàn công nghiệp thì chúng ta có thể sử dụng 5-10 năm và có thể hơn nữa tùy theo cách sử dụng của mình. Xin được cảm ơn anh. Thưa quý vị khán giả, qua lời tư vấn của kiến trúc sư Trần Minh Hải thì giờ đây chắc là quý vị cũng đã có một số thông tin hữu ích trong việc lựa chọn cho mình miếng ván lót sàn. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng đi dạo quanh một vòng thị trường xem miếng lót sàn nào đang được thịnh hành nhất hiện nay nhé. Anh ơi, ở đây mình thấy có rất là nhiều loại sàn gỗ, vậy thì ở đây mình có những loại nào anh ha? Dạ thì hiện nay thì nó sẽ phân lập hai loại, đó là sàn gỗ tự nhiên và sàn gỗ công nghiệp. Thì sàn gỗ tự nhiên thì nó sẽ bao gồm các loại như là chiêu liêu, căm xe, sồi. Sàn gỗ tự nhiên thì nó làm từ cái gỗ tự nhiên, nó gỗ thịt. Còn sàn gỗ công nghiệp thường thường nó bao gồm 4 lớp. Lớp đầu tiên đó là một lớp oxit nhôm chống chày. Lớp thứ hai là lớp vân gỗ, thì lớp vân gỗ này do Đức sản xuất. Và lớp thứ ba đó là lớp lõi, thì nó được ép đùng giữa các bột gỗ và hạt nhựa. Và lớp cuối cùng là lớp chống ổn định là để bảo vệ cho tấm gỗ khỏi bị thấm nước và chống bị mối mọt. Thì giống như hiện nay thì cái nhu cầu mà sàn gỗ tự nhiên thì họ là trên thị trường là vẫn còn, nhưng mà cái nguồn hàng mà cung cấp gỗ tự nhiên thì rất là khan hiếm và cái giá cả đẩy tới là cái giá cả nó rất cao. Thì chính vì vậy cái xu hướng hiện nay thì người ta chuyển qua là sử dụng sàn gỗ công nghiệp rất là nhiều, tại vì nó được cái mặt về mặt đó là nó được có nhiều màu sắc vân gỗ để cho khách hàng lựa chọn, và thứ hai là nó có cái độ bền màu và theo thời gian lâu hơn, và thứ ba là nó chống trầy tốt hơn so với sàn gỗ tự nhiên, và thứ tư là cái mức độ mà mình tái sử dụng tại vì cái sàn gỗ tự nhiên khi mà mình sử dụng thì mình phải bắn keo, thì cái đó là keo chết thì mình sẽ không tái sử dụng lại được. Nhưng khi một cái sàn gỗ công nghiệp là nó gắn với nhau bằng cạnh hèm âm dương, thì khi mà mình muốn di dời muốn gì đó thì mình sẽ tái sử dụng lại được. Về giá thành thì dao động như thế nào ạ? Đối với cái sàn gỗ của Trung Quốc thì nó sẽ dao động từ 250 đến 350 trên 1 mét vuông. Còn đối với cái sàn gỗ Mã Lai thì nó sẽ dao động từ là 360 đến 501 trên 1 mét vuông. Sàn gỗ tự nhiên thì nó dao động từ 900.000 cho tới 1 triệu 1 mét vuông. Cái này là tùy theo cái gỗ và tùy theo cái kích thước của nó. Màu sắc đa dạng hơn so với loại gỗ tự nhiên. Sàn gỗ công nghiệp được xử lý tốt về chống mối mọt, công vinh, đảm bảo độ bóng và sự đồng đều về màu sắc nên thuận lợi khi thi công với số lượng lớn. Sàn gỗ tự nhiên có độ bền cao hơn, có mùi hương dễ chịu. Thế nhưng so với sàn gỗ công nghiệp thì có khả năng chống xước thấp hơn, dễ bị ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm không khí. Ưu điểm chung của sàn lót bằng gỗ là lắp đặt thi công nhanh chóng, có tính cơ động cao, dễ dàng sửa chữa thay thế từng phần hoặc toàn bộ khi có nhu cầu. Những lưu ý khi sử dụng và bảo quản sàn gỗ: không dùng nước đổ trực tiếp lên sàn, hay dùng chất tẩy rửa lau chùi để không làm bề mặt sàn và các mối ghép sàn bị ngấm nước, sẽ làm mặt sàn cong và phồng lên, không còn khít đẹp nữa. Chú ý không để các vật dụng có nhiệt độ cao lên sàn gỗ để tránh làm phồng rợp, cong vênh mặt sàn. Tránh sử dụng các loại bàn, ghế hay các đồ nội thất có chân nhọn, góc cạnh để nhằm hạn chế trầy xước bề mặt, đồng thời không kéo lê các vật dụng này. Thường xuyên lau chùi, hút bụi. Khi sàn bị bẩn có thể dùng dẻ vắt sạch nước hoặc nước lau sàn nhà đã được pha loãng để vệ sinh. Thưa quý vị khán giả, có thể nói sàn gỗ không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ cao cho ngôi nhà mà còn mang lại sự thân thiện cho sức khỏe của các thành viên. Và ngày nay thì với mẫu mã ngày càng đa dạng, giá cả thì lại phù hợp với mọi gia đình, chắc chắn sàn gỗ sẽ càng được ưa chuộng hơn nữa. Đến đây thì chương trình 7 ngày vui sống sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào.